Chào mừng quý vị và các bạn đã đến với chuyên mục điểm tin 24 giờ của chúng tôi. Hy vọng quý vị sẽ có được những thông tin thật hữu ích. Và ngay sau đây, mời quý vị và các bạn cùng đến với phần tin chi tiết. Chiếc điếu cày tre tạo hình rồng được đại gia trả giá cả nghìn USD nhưng chủ nhân không bán. Là một trong những tay chơi điếu nổi tiếng trong cộng đồng những người yêu thích điếu cày của Việt Nam, anh Cao Xuân Hòa, 28 tuổi ở Thanh Hóa, hiện sở hữu bộ sưu tập điếu cày chạm khắc lên tới hàng chục chiếc, rất độc và lạ. Trong đó siêu phẩm Kim Long Vườn Ngọc được anh ưu ái và tự hào nhất. Anh Hòa cho biết đây là chiếc điếu tạo hình rồng, được làm từ tre gai bụi của Thanh Hóa, thân ống cũng là thân của con rồng và là đoạn tre 100% thiên nhiên, vòng xoắn không chấp nối. Đầu rồng được tạo hình từ gốc tre gai, râu tre được tận dụng nguyên bản gốc tạo ra nét mộc mạc tự nhiên nhất cho chiếc điếu. Bên cạnh chất liệu ống tre hiếm gặp, Điểm đặc biệt của chiếc điếu cày này là chi trước con rồng được người nghệ nhân cho cặp một viên đá quý phong thủy tượng trưng cho ngọc trong kim long vườn ngọc. Chủ nhân chiếc điếu kim long này cũng cho biết anh tình cờ mua lại được một đoạn thân tre độc lạ với giá là 2,7 triệu đồng. Sau khi lên ý tưởng các công đoạn như tìm nguyên liệu cho các bộ phận liên quan trên thân rồng, chế tạo chân lắp ghép, đục đầu rồng bằng ống tre đến khoan thông ống tre, cạo và đánh bóng, anh đều làm hoàn toàn bằng thủ công thời gian làm kéo dài liên tục trong 15 ngày.